Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách cánh diều, bài 92, luyện tập trung. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau. A. 1536 cộng với bao nhiêu? Bằng 6.927. Trong phép tính này, thành phần chưa biết là số hạng, đúng không? Ta có số hạng này, số hạng này, tổng này. Thành phần chưa biết là số hạng. Các em nhớ lại kiến thức của các bài trước. Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Cụ thể trong phép tính này, tổng là 6.927. Trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 1.536. Trừ đi 1.536 bằng bao nhiêu? Rồi tương tự phép tính này, thành phần chưa biết ở đây cũng là số hạng. Vậy muốn tìm số hạng thì ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. Tổng là 8.153 trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 729. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Sang câu B. Rồi các em khoan đang làm nha. Thầy giáo hướng dẫn cho các em trước. Sau khi hướng dẫn xong thì các em sẽ bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính. Rồi phép tính thứ nhất, thành phần chưa biết ở đây là ở đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu là 981 cộng với số trừ, tức là cộng với 42 bằng bao nhiêu. Rồi phép tính này cũng vậy, thành phần chưa biết ở đây là số bị trừ, thì chúng ta cũng lấy hiệu cộng với số trừ. Các em lấy 8.462 là hiệu, cộng với số trừ, tức là cộng với 3.236. Các em tính xem bằng bao nhiêu. Câu C. Trong phép tính này, thành phần chưa biết ở đây là số trừ, đúng không? Muốn tìm số trừ, chúng ta làm như thế nào? Muốn tìm số trừ, chúng ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ trong phép tính này là 4.492. Trừ đi hiệu, tức là trừ đi 1.059 bằng bao nhiêu. Rồi phép tính tiếp theo, thành phần chưa biết trong phép tính này cũng là số trừ. Rồi ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Số bị trừ là 3.298, trừ đi hiệu, tức là trừ đi 225. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video, các em thực hiện các phép tính này xem kết quả bằng bao nhiêu. Sau đó là các em sẽ bấm tiếp tục video và các em so sánh nha. Các em nên tập cho mình một thói quen là bấm tạm dừng video, các
em làm bài trước thì các em mới nhanh tiến bộ được. Còn các em chỉ xem mà không làm bài trước, không suy nghĩ thì nó rất là nhanh quên. Rồi, 6.927 trừ đi 1.536, các em tính được kết quả bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 5.391 không? 5.391. 8.153 trừ đi 729 bằng bao nhiêu? À, bằng 7.424. Rồi câu B. 981 cộng với 42 bằng 1.023. Tám nghìn bốn trăm sáu mươi hai cộng với 3.236 bằng 11.698. 11.698, được chưa? C. 4.492 trừ đi 1.059 bằng 3.433. Trừ 225 bằng 3.073. 0.73. Rồi tiếp theo là các em sang câu D. 2 nhân với mấy bằng 1.846. Thành phần chưa biết trong phép tính này là gì? À, là thừa số. Muốn tìm thừa số thì chúng ta làm như thế nào? Muốn tìm thừa số, các em lấy tích chia cho thừa số kia. Tích ở đây là 1.846. Chia cho thừa số kia tức là chia cho 2. Rồi, các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Phép tính này cũng vậy. Thành phần chưa biết là thừa số. Muốn tìm thừa số thì chúng ta lấy tích là 2.307. Chia cho thừa số kia, tức là chia cho 3. Tiếp theo là các em sang câu E. Bao nhiêu chia cho 3 thì bằng 1.527. Số chúng ta cần tìm ở đây là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì các em làm như thế nào? Các em lấy thương nhân với số chia. Thương ở đây là 1.527. Nhân với số chia tức là nhân với 3. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu thì các em điền vào ô trống này. Rồi, phép tính tiếp theo. Thành phần chưa biết trong phép tính này cũng là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia thì các em cũng lấy thương nhân với số chia. Lấy 1.823 là thương, nhân với số chia tức là nhân với 4. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Rồi câu G. 2.416 chia cho bao nhiêu thì bằng 4.
Thành phần chưa biết trong phép tính này là số chia. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Rồi các em ghi nhớ những cái công thức này nha. Những công thức mà thầy giáo liệt kê ra, mục đích là nhằm ôn lại cho các em. Các em có thể viết vào một tờ giấy và các em học thuộc nha. Nó rất là cơ bản nhưng rất là cần thiết cho chúng ta trong quá trình học môn toán. Rồi như vậy, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia là 2416, chia cho thương tức là chia cho 4. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Tương tự phép tính này, thành phần chưa biết ở đây là số chia. Các em lấy số bị chia là 7545, chia cho thương tức là chia cho 5. Bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính này xem kết quả bằng bao nhiêu. Sau đó là các em bấm tiếp tục và so sánh nha. Rồi, phép tính thứ nhất là bằng 923. 923. Phép tính này bằng bao nhiêu? À, 769. Rồi, phép tính này 4581. Phép tính tiếp theo 7292. Sang câu G. Rồi phép tính này, phép tính này bằng bao nhiêu? 604. Phép tính cuối cùng bằng 1509. Rồi các em so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không nha. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tính kết quả của các phép trừ sau rồi dùng phép cộng để thử lại. Phép trừ thứ nhất, các em đặt tính và thực hiện phép tính 75.905 trừ đi 54.732. Năm trừ hai bằng ba. Không không trừ được ba, ta lấy 10 trừ ba bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. 5 trừ 4 bằng 1. 7 trừ 5 bằng 2. Như vậy là 75.905 trừ 54.732 bằng 21.173. Rồi vậy thử lại thì chúng ta làm như thế nào? À, các em biết là số bị trừ thì sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Được chưa? Số bị trừ bằng hiệu này cộng với số trừ. Vậy muốn biết là phép trừ chúng ta vừa thực hiện bằng 21.173 nó có đúng hay không? Thì chúng ta lấy hiệu. Hiệu là 21.173. Hiệu này cộng với số trừ này
tức là cộng với 54.732. Nếu kết quả đúng bằng số bị trừ, nếu kết quả đúng bằng số bị trừ, tức là kết quả đúng bằng 75.905, thì phép trừ chúng ta vừa thực hiện là đúng. Rồi, ta có 3 cộng 2 bằng 5, 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 1 cộng 7 bằng 8, thêm 1 là 9, 1 cộng 4 bằng 5, 2 cộng 5 bằng 7, đúng bằng 75.905, đúng bằng số bị trừ. Vậy phép trừ chúng ta vừa thực hiện được, kết quả bằng 21.173 là đúng. Rồi, trong phép thử lại này, chúng ta có là 21.173 này cộng với 54.732 bằng 75.905, nó đúng bằng số bị trừ. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video, các em tính và thử lại đối với phép tính này. Rồi, phép tính thứ hai là 90.009. Các em đặt tính và thực hiện phép tính. 90.009 trừ đi 87.004. Chín trừ bốn bằng 5. 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 0 không trừ được 7. Lấy 10 trừ 7 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Thì số 0 ở đầu tiên này thì các em không cần phải viết nha. Kết quả bằng 3.005. 3.005. Rồi, thử lại. Thì các em lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu là 3.005. Cộng với số trừ là 87.004. Các em nhớ đặt tính sao cho đúng nha. Hàng đơn vị phải thẳng cột với hàng đơn vị. Hàng chục thẳng cột với hàng chục. Nếu kết quả nó đúng bằng số bị trừ, nó đúng bằng 90.009, thì phép tính chúng ta vừa thực hiện được là hoàn toàn đúng. 5 cộng 4 bằng 9. 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 bằng 0. 3 cộng 7 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9. Đúng bằng 90.009. Nó đúng bằng số bị trừ. Vậy phép tính này có kết quả bằng 3.005 là đúng. Rồi, tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em điền số tích hợp vào mỗi ô trống này. Câu A. Hai sọt. Không biết là hai sọt quả gì đây. Theo em là quả gì? Có phải là quả đào không? Hai sọt nặng tất cả là 45 kg. Trong đó một sọt nặng 25 kg. Vậy sọt còn lại nặng bao nhiêu kg?
Rồi các em hình dung này, ta có 25 kg cộng với bao nhiêu kg thì bằng 45 kg. Thành phần chưa biết trong phép cộng này là số hạng. Muốn tìm số hạng thì các em lấy tổng trừ đi số hạng kia, được chưa? Các em lấy tổng là 45 trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 25. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Rồi câu B, 5 lít cộng với mấy lít thì được tổng là 25 lít. Chúng ta có thành phần chưa biết trong phép cộng này là số hạng. Muốn tìm số hạng thì các em hồn nhiên các em lấy tổng trừ đi số hạng kia, được chưa? Tổng là 25 trừ đi số hạng kia, tức là trừ đi 5. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Rồi cả hai phép tính này đều có kết quả bằng 20, đúng không? 20, 45 trừ 25 bằng 20, 25 trừ 5 bằng cũng bằng 20, được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Có 1.690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng hàng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi? Các em hình dung như sau. Có 1.690 thùng. Người ta đã chuyển đi 4 chuyến. Mỗi chuyến là 218 thùng. Vậy 4 chuyến là 218 nhân 4. Được chưa? Chuyển đi từng đây thì chúng ta phải trừ đi. Trừ đi từng đây. Vậy kết quả bằng bao nhiêu? Có nghĩa là còn bao nhiêu thùng chưa được chuyển đi? Các em có thể giải bài toán này theo hai cách. Cách một là các em chỉ cần dùng một câu trả lời thôi. Còn số thùng hàng chưa được chuyển đi là. Rồi, các em chỉ cần tính giá trị của biểu thức này thôi. Cách 2 là các em phải thực hiện theo hai bước tính. Bước tính thứ nhất là các em tính xem 4 chuyến thì chuyển đi bao nhiêu thùng hàng. Các em lấy 218 nhân 4 để tính xem 4 chuyến thì đã chuyển đi bao nhiêu thùng hàng. Vậy còn bao nhiêu thùng chưa được chuyển đi? Thì các em lấy 1.690, các em trừ đi kết quả mà chúng ta vừa tính được. Rồi cách 1 thì trước hết là các em sẽ tính 4 chuyến chuyển đi được số thùng hàng là. Một chuyến là chuyển được 218 thùng. 4 chuyến thì các em nhân với 4. Rồi các em tính xem chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu. 872 thùng. Được chưa? Như vậy còn số thùng hàng chưa được chuyển đi là. Có 1.690 thùng mà chuyển đi 872 thùng rồi. Vậy còn lại là bao nhiêu? Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 818 thùng không? Rồi đáp số là 818 thùng hàng. Các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai. Rồi các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai. Cách thứ hai thì các em chỉ cần dùng một câu trả lời thôi. Còn số thùng hàng chưa được chuyển đi là.
1690 trừ đi 218 nhân 4. Biểu thức có phép trừ phép nhân thì các em sẽ thực hiện phép nhân trước. Lấy 218 nhân với 4 trước. Sau đó là lấy 1690. Các em trừ đi kết quả mà chúng ta vừa tính được. Rồi kết quả cuối cùng bằng 818. Đáp số là 818 thùng hàng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Thực hiện các hoạt động sau. A. Viết một phép chia. Ví dụ như là 246 chia 2. 246 chia 2. Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả. Trước hết là các em đặt tính và thực hiện phép tính 246 chia cho 2 thì ta được kết quả bằng 123. Để thử lại thì các em biết là thương nhân với số chia thì sẽ bằng số bị chia, đúng không? Thương nhân với số chia thì sẽ bằng số bị chia. Vậy các em lấy thương là 123, các em nhân với số chia là 2. Nếu nó đúng bằng số bị chia, tức là nếu nó đúng bằng 246 thì phép chia chúng ta vừa thực hiện được là đúng. Và ở đây kết quả đúng bằng 246 này. Được chưa? Rồi theo mẫu các em sẽ nghĩ ra một phép chia. Thầy giáo ví dụ 906 chia cho 3. Trước hết là các em tính này. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 3 được 0. 0 nhân 3 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy 906 chia 3 bằng 302. Thử lại thì các em sẽ lấy thương là 302 nhân với số chia là 3. Nếu kết quả nó đúng bằng số bị chia, nó đúng bằng 906 thì phép chia chúng ta đã thực hiện là đúng. Rồi 3 nhân 2 bằng 6. 3 nhân 0 bằng 0. 3 nhân 3 bằng 9. Đúng bằng 906, đúng không? Đúng bằng 906. Vậy phép chia chúng ta vừa thực hiện được là đúng. B. Tính kết quả của các phép chia sau rồi dùng phép nhân để thử lại. Rồi phép chia thứ nhất. Các em tính 59.190. Các em chia cho 3 xem nó bằng bao nhiêu. 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2. Hạ 9. 29 chia 3 được 9. 9 nhân 3 bằng 27.
29 trừ 27 bằng 2. Hạ 1 được 21. 21 chia 3 được 7. 7 nhân 3 bằng 21. 21 trừ 21 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 3 được 0. 0 nhân 3 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy là 59.190 chia cho 3 bằng 19.730. Thử lại thì các em lấy 19.730, tức là các em lấy thương, nhân với 3, tức là nhân với số chia. Nếu kết quả nó đúng bằng 59.190 thì phép tính chúng ta vừa thực hiện được là đúng. 3 nhân 0 bằng 0. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 7 bằng 21. Viết 1 nhớ 2. 3 nhân 9 bằng 27. Thêm 2 là 29. Viết 9 nhớ 2. 3 nhân 1 bằng 3. Thêm 2 là 5. Rồi kết quả đúng bằng 59.190. Rồi bằng cách làm tương tự, các em tính và thử lại đối với phép tính này. Các em bấm tạm dừng video và các em làm bài nha. Bảy mươi nghìn tám trăm hai mươi sáu chia cho 7. 7 chia 7 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 7 được 0. 0 nhân 7 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Hạ 8. 8 chia 7 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. 8 trừ 7 bằng 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 7 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. 12 trừ 7 bằng 5. Hạ 6 được 56. Năm mươi sáu chia 7 được 8. 8 nhân 7 bằng 56. 56 trừ 56 bằng 0. Rồi như vậy là 70.826 chia cho 7 bằng 10.118. Rồi bây giờ thử lại. Các em lấy thương là 10.118. Nhân với số chia là 7. 7 nhân 8 bằng 56. Viết 6 nhớ 5. 7 nhân 1 bằng 7. Thêm 5 là 12. Viết 2 nhớ 1. 7 nhân 1 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Viết 8. 7 nhân 0 bằng 0. 7 nhân 1 bằng 7. Kết quả đúng bằng 70.826. Kết quả đúng bằng số bị chia.
Vậy phép chia chúng ta vừa thực hiện được là đúng. C. Viết phép chia khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả. Rồi các em có thể nghĩ ra một phép chia khác, sau đó là các em tính và kiểm tra lại kết quả nha. Rồi ví dụ, các em có thể nghĩ ra rất nhiều phép chia, chẳng hạn như là 64.626 chia cho 3, thì chúng ta tính được kết quả bằng bao nhiêu? Kết quả bằng 21.542, đúng không? Thử lại thì các em lấy 21.542 nhân với 3. Kết quả nó có đúng bằng số bị chia không? Đúng bằng 64.626 không? Rồi kết quả đúng bằng 64.626. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Đức Đỗ Linh mua 4 chiếc bút hết 92.000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền? Em hãy giúp Linh trả lời câu hỏi trên và đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện. Rồi trước hết là em giúp Linh trả lời câu hỏi trên. Mua 4 chiếc bút hết 92.000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền? À, mua 4 chiếc bút hết 92.000 đồng. Được chưa? Ta lấy giá của một chiếc bút này, kèm nhân với 4 này, bằng 92.000. Vậy, bao nhiêu nhân với 4 thì bằng 92.000? Trong phép tính này thì thành phần chưa biết là thừa số. Muốn tìm thừa số, các em lấy tích chia cho thừa số kia. Tích là 92.000 chia cho thừa số kia, tức là chia cho 4. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 23.000 không? Rồi như vậy là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi trên như sau. Mỗi chiếc bút có giá là, hoặc là số tiền để mua mỗi chiếc bút là 92.000 chia 4 bằng 23.000 đồng. Đáp số là 23.000 đồng. Rồi sau khi giúp bạn Linh trả lời câu hỏi rồi, bây giờ các em đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện. Rồi các em có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như là mua 6 quyển vở hết 27.000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở giá bao nhiêu tiền? Cách tính là chúng ta lấy 27.000 chia cho 6. Hay là mua 9 chiếc thước kẻ hết 36.000 đồng. Hỏi mỗi chiếc thước kẻ giá bao nhiêu tiền? Cách tính là các em lấy 36.000 chia cho 9. Rồi các em có thể đặt ra nhiều câu hỏi khác nha. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.